Em xin chào cả nhà nhá. Hôm nay em đi ra một cái khu vực cả nhà. Khu vực này gọi là ở khu vực này các bác toàn trồng thanh hà thôi cả nhà. Toàn trồng thanh hà dưới ruộng nhá. Đấy. Thì hôm nay em lên ấy, em hướng dẫn cả nhà là trồng vải, kể cả vải muộn hay là vải thanh hà hay vải u, cho đúng tiêu chuẩn nhé, để cái cây mà nó đủ lớn sau này mình lấy cả trong tán với lại ngoài tán. Đấy, như cây thanh hà này được một đợt lộc này. Đấy, cả nhà xem cái cành của nó rất dày nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy, cành nào cũng như cành nào. Đấy, cây nào cũng như cây nào luôn nhá. Đấy, cành rất dày này. Đấy, với cái mật độ trồng nhá, em sẽ đo cho cả nhà với lượng cái cây này này. Đấy, cây này là 1 mét nhá. Đấy, em sẽ đo cái bề từ cây này trồng sang, từ cây này sang cây này. Đấy, em sẽ đo nhá. Đây, một này. Đấy, hai này, ba nhá cả nhà nhá, 3 mét, hơn 3 mét một chút, gọi là 3 mét. Đây là bề ngang, em sẽ đo bề dọc cho cả nhà xem. Đây, một này, hai này, ba này, đấy 3 mét như nhau nhá cả nhà nhá, gọi là 3 mét thôi. Thì những cái vườn hầu như là ở dưới ruộng là trồng 3 mét, 3 mét rưỡi. Có cây còn vào rơi vào 2 mét rưỡi thôi. Đấy cả nhà nhá, trồng sai. Tại sao em lại nói như vậy? Nếu mà trồng như vậy này. Đấy người ta này, cái cây vải người ta, cả nhà xem nhá. Cây vải này 4 năm rồi. Năm này là năm thứ 5 này. Đấy. Nhưng mà cái cây vải ra này, cái tán ra này, cả nhà xem từ gốc ra này, 1 mét đấy, họ hãm nha, cái cây nó bé tí, nó hãm như vậy là cây rất còi, cây còi hãm để lấy quả và dày cành này, cành này rất dày này, để ủ này, để ủ tạo quả này. Đấy, em khuyên cả nhà là không nên trồng dày như vậy, là không nên ủ. Nếu mà cây này mà không nên, những cái cây này này, nếu mà cả nhà không cắt đi thì là nó đã chạm nhau rồi nhá, nó chạm nhau rồi, hai bên đã chạm nhau rồi là người sẽ không đi được nữa. Đấy, cả nhà xem cái chỗ này này là nó chạm nhau nhá, sẽ không đi được. Đấy, 3 mét, trồng 3 mét, 3 mét hết này, nó sẽ chạm nhau hết. Những cành này là người ta cắt là người ta không cho dài. Đấy, những cái chỗ này là không cho dài. Đấy, tí nữa em sẽ quay cho cả nhà xem cái vườn của em trồng 4 mét, một chiều 4 mét, một chiều 5 mét nhé. Nó sẽ ok hơn những cái này. Đấy, nhưng cái cây này ấy, nó ủ kiểu này ấy, sau này cái quả không thanh đâu cả nhà. Cái quả ra rất bé. Đấy, cả nhà phải hiểu nhá. Nó, cái cây vải của nó phải ra, nó vươn ra ấy, nó phải đủ độ dài. Độ già của nó mình mới lấy được trong thân. Sau này như cái cây này này, ví dụ như cái cây này, cái cành ở trong gốc này này, nó ra có 1 mét thôi cả nhà. Đấy, ví dụ mà nó mọc trong thân như thế này này, đấy có cành mọc trong thân này, đấy nó cứ mọc lên chi chít thế này, sau này nó mọc lên tu tủa là nó dính vào nhau hết, nó tùm. Đấy, nó mọc nó dính vào nhau hết, không thành đâu cả nhà nhá, trồng sai hết. Đấy, cái cây vải ấy, nó phải đủ này, ở trong này ấy. Ví dụ ở trong gốc này này. Đấy, nó ra như thế 1 mét này. Hết rồi. Đấy, cả nhà xem nhá. Nó phải ra như thế này nữa. Đấy, nó phải độ tầm 2 mét nhá. Bắt đầu mới lấy trong tán nó mới thành. Đấy. Còn nó chỉ ra 1 mét, cả nhà ủ cây như thế này đi, quả nó sẽ không thành đâu. Đấy. Nếu mà bác nào đã làm những cái cây vải nó kiểu này rồi ấy, thì các bác tự hiểu thôi. Cái quả nó sẽ bé và gai. Đấy. Chăm nào chăm. Bác chăm nào chăm, quả không bao giờ lớn được,
Đấy, như những cái cành nó dày như này này, đấy nó dày như này này. Các bác bắt buộc phải chặt thưa quả mới lớn được. Quả lớn hay không ấy nó phải do ở quyết định ở cái cành chặt thưa nhá cả nhà nhá. Chặt thưa cành nhá. Đấy, chặt thưa cành nó sẽ cái lộc của nó sẽ lao ra ngoài này rất dài thêm nữa thì nó mới thành được. Đấy. Còn cả nhà để cành càng dày thế này ấy, cái ngọn nó tương tự những cái ngọn này này. Những cái ngọn này này nó không lao ra được dài này, nó không lao ra được dài này. Để ủ cái này này. Đấy. Thì cái quả sau này nó sẽ không thành. Có thành quả nhưng mà quả không bao giờ chăm được quả lớn như người ta nhá, cái cành dày quá dày luôn nhá. Đấy. Rất nhiều bác bảo là tỷ lệ sao cái vải Thanh Hà đi bán có lại cành dày như này này. Cây vải tơ mà tại sao quả rất bé? Nó phải rơi vào khoảng độ tầm 7 đến 80% là vải Thanh Hà ra đường bán quả rất bé và gai. Em dám khẳng định. Đấy. Tại sao mà các bác cứ hỏi người ta là tại sao vải tơ mà cây vải tơ mà ra ngoài là đi chăm mà không lớn, đi bán mà không được giá, cứ muốn đòi quả đẹp không có nhá cả nhà nhá. Đấy, rồi em sẽ quay cho những cả nhà xem lại cái vườn mà người ta trồng theo đúng quy trình, quy cách để nó đủ tiêu chuẩn cây vải nhá. Đấy là vườn như vườn này em quay là nó không đủ này. Đấy cả nhà nhá. Rồi, em chào cả nhà. Em quay lại cái vườn của nhà em đây. Em trồng với mật độ nó thưa nha. Đấy. Như gốc của em trồng đây. Nó trừ gốc kia. Lên đến gốc này. Nó phải rơi vào 5 mét nhé cả nhà nhé. 5 mét. Đấy. Xong là cả nhà nhìn cái tán cây của nhà em đây. Đấy. Cái tán cây nó từ trong gốc ra này. Đấy. Từ trong này ra này. 1 mét này. 2 mét này. Đấy. Từ đây là. Đây cả nhà xem này, từ đây ra này, từ gốc này, trong tán này, ra này, đến đây này, đoạn này 1 mét này. Đấy, bao nó ra đến ngoài này, ra đến đây 1 mét nữa, 2 mét nhá. Nhưng mà nó chưa chạm vào nhau đâu, cả nhà. Đấy, cả nhà xem cái cây nó vẫn đi sang được nhá. Đấy, từ trong thân này ra này. Đấy, từ trong gốc này ra này, 1 mét này. Đấy, cái đoạn này ra này, 1 mét. Đấy, cây như vậy ấy, bắt đầu là từ giờ trở đi là bắt đầu mình ăn trong tán này. Đấy. Bắt đầu mình ăn trong tán này, ăn dần nhá. Như năm nay bao nó ra dần này. Đấy. Đây là Thanh Hà nhá cả nhà nhá. Tầm này vải muộn là chắc là nhiều bác là không trồng rồi. Đấy Thanh Hà nhá. Bắt đầu là mình ăn trong tán dần này. Đấy. Đấy. Bao mình ăn trong tán dần nhá. Đấy. Thì cái bề ngang này đấy. Đây là bề ngang này. Bề ngang từ đây này, từ đây sang đây là bề ngang nhá. Em trồng là 4 mét. Còn từ ở đây, từ đây là cái bề gọi là bề để mình đi phun đấy cả nhà. Đấy. Cái bề mình đi phun đấy. Thì mình đi phun đi hai hàng ấy. Đấy, bề này mình để bề đi phun đấy. Là mình để 5 mét nhá. Còn cái bề từ ngang từ đây sang ấy là mình để 4 mét. Đấy cả nhà nhá. Đấy. Bắt đầu là từ giờ là bao mình ăn trong tán nhá cả nhà nhá. Đấy. Bắt đầu là để ăn. Em từ đây là em để ăn trong tán này. Đấy. Mình phải để dài. Đấy cả nhà xem cái thân cành cái cây của em nó dài này. Đấy. Nó dài ra như thế này nhá. Đấy bắt đầu là mình mới ăn nhá. Từ giờ trở đi là mình không cho ra nữa. Đấy, những cái ngọn này là mình không cho ra nữa cả nhà nhá. Bao là mình ăn ủ này. Đấy, ăn ủ trong tán này. Đấy, bao là ăn ủ vào. Kiểu gì sau này những cái chỗ này nó sẽ mọc. Đấy, bắt đầu là nó mọc này. Đấy. Nó mọc mầm dần nha cả nhà nhá. Đấy. Là bắt đầu là mình từ nay là mình ủ kiểu này nhá, mình không cho ra nữa. Thì những cái vườn vườn ấy, ấy nó chỉ 1 mét thôi cả nhà. Đấy, cái vườn từ nãy nó phải cắt tầm này này, tầm này vào này. Đấy, vào trong góc này, tầm này thôi.
những cái vườn đấy người ta chỉ làm tầm này thôi. Đấy, trồng mật độ rất dày, trồng sai quy cách nhá. Trồng như vậy ấy, mình ủ ở trong trong này, từ trong này này, ủ từ đây vào này, nó rất khó cả nhà, rất khó, nó không đủ tiêu chuẩn của cái cây vải. Cây vải nó ấy, cái từ trong này ra nó phải 2 mét đấy. Từ trong này ra 2 mét bắt đầu là mình mới ủ được kiểu như vậy. Đấy, xong là sau này nó sai ở những cái trong cái tán này này, đấy, sai từ những cái thân này này, bao nó mọc lên này. Cành này chưa mọc thôi. Đấy, cành này nó cũng sẽ mọc nha cả nhà nha. Đấy, cành này bắt đầu là có này này. Đấy. Cành này bắt đầu có này, từ trong thân này. Đấy. Đây là vải Thanh Hà nha cả nhà nha. Kể cả vải U cũng làm được. Đấy, vải U cũng sẽ làm được kiểu như này. Đấy. Trong thân này. Đấy. Kể cả vải U cũng làm được nha. Đấy. Nhưng mà cây vải nó phải đủ lớn cả nhà, đủ lớn, cành nó phải đủ lớn. Nó phải đủ 2 mét nhá, nó phải đủ 2 mét dài. Đấy, nó phải đủ lớn. Đấy, như em trồng ấy, 5 mét cái đường này nó vẫn thoải mái nhá cả nhà nhá. Đấy. Nó chưa chạm vào nhau đâu. Đấy. Gọi là nó cũng xít xít. Gọi là gần xít chạm vào nhau. Đấy. Đấy, nó gần. Đấy. Từ đây sang đây này, nó gần gần. Đấy. Gọi là mình đi phun vẫn thoải mái đi. Đấy, cả nhà nên trồng là vải với cái mật độ là nó như vậy nhá cả nhà nhá. Đấy, đừng có trồng dày quá, trồng dày quá là sai. Là sau này ấy, cái cây mình cứ ủ nó bé tí. Cây vải ấy, mình không bao giờ ủ được nó bé tí như vậy. Đấy cả nhà. Ủ như vậy rất khó cả nhà, phải làm cái cây vải, bắt buộc phải làm cái cây vải nó to ra thì mình mới ủ được. Đấy. Còn là về cái vấn đề trồng cây ấy, cả nhà gọi là hầu như là ai cũng biết trồng rồi. Trồng cây nó đơn giản thôi. Cả nhà đào cái hố bình thường thôi. Ví dụ mình trồng cái gốc cây này này. Đấy, cả nhà đào cái hố bình thường thôi. Cả nhà đào cái hố, ví dụ nó vòng tròn, nó bán kính của nó bình thường thôi. Em ngày trước em cũng đào tròn bé tí thôi, bằng cái to bằng cái xô gọi là cái xô sơn. Ví dụ bán kính, mình tính cái bán kính. Cả nhà đào cái bán kính cho em khoảng 40 thôi. Đấy, cả nhà đào bán kính cho em 40 được rồi. Xong là cả nhà cuốc xuống, là cả nhà đảo, xong là cho nước xuống, là đảo như đảo ruộng mạ ấy nhá. Đảo ruộng mạ ấy, xong là dâm cái cành xuống. Xong là mình cắm cái cọc này. Ví dụ có một cái cọc cây này, mình trồng xuống đấy. Xong là mình lại có cây cắm xuống, xong là mình buộc vào nhá. Buộc vào cây vải ấy. Đấy, cả nhà nhá. Em làm ví dụ cho cả nhà xem này. Đấy. Ví dụ ngày trước em trồng này. Đấy, ngày trước em trồng cái cây này này. Xong là mình cắm cây xuống, xong là mình buộc vào. Để cho cái cây khi nào gió đấy, nó không lung lay này, nó không lung lay cây này, nó hỏng hỏng bầu ấy, đấy, thì nó sẽ lên thôi. Đấy. Mình trồng cây, ví dụ trồng xuống này, xong là mình đóng cái cây xuống. Xong là kẹp vào, lấy dây buộc vào. Đấy, lấy dây buộc vào để cho nó không lung lay cái bầu là được. Không cần phải đào cái, nhất thiết là phải đào, không nhất thiết phải đào cái hố to đâu. Chỉ cần trồng cả nhà thụt cái bầu xuống là khoảng tầm mà một gang, gọi là 20 phân thôi. 20 đến 25 phân được rồi. Đấy cả nhà, trồng nó vải nó đơn giản thôi. 25 30 phân được. Đấy, tầm 30 phân. 30 phân, 25 phân đến 30 phân thôi, không cần trồng sâu. Đấy cả nhà nhá, xong là cắm cây xuống là buộc vào. Đấy, làm cái đất như ruộng mạ ấy cả nhà nhá, làm cái đất của như nhão nhẹt như ruộng mạ luôn. Xong là cả nhà cắm cho em xuống này, cả nhà buộc vào, thế là ok thôi. Đấy, khi nào cây nó bắt được bén rễ thì nó khác, ok thôi mà. Đấy, không cần phải làm cầu kỳ. Nhất là các bác là trồng sai cái vải ấy, sau này ấy, nó ủ trong tán này với lại làm cây vải nó ra này. Đấy, cái vải nó phải khá to này thì nó mới ok nhá cả nhà nhá. Đấy, cây người ta đủ cái cách ấy, người ta sau này ấy, người ta lấy hàng tạ quả từ trong thân này. Đấy cả nhà, nó từ trong thân này ra này. Đấy, từ trong thân này ra này. Đấy, ra đây hết này, nó phải lấy được cây to như cây của em này, sau này lấy từ trong thân hết, nó phải được hàng tạ quả nhá cả nhà nhá. Cái cây của các bác trồng dày ấy thì được nhiều cây, nhưng mà được nhiều cây thì cây của các bác nó chỉ được khoảng tầm 10 cân, 15 cân thôi. Đấy, cái cây bé tí
cây một cành ra có 1 mét đấy, ví dụ cây nào xài đặc thì chắc được được 20-30 cân một cây, nhưng mà cái cây của nó bé tí ấy, không ăn thua nhé cả nhà nhé, quả nó rất bé đấy em làm ấy. Đấy cái cây nó trồng thưa ra này đấy, đấy cây của em là rơi vào 12 năm nhá, đấy cành rất thưa nhá, nó không dày dính dít như những cái cành vừa đấy đâu. Đấy bắt đầu là mình ăn trong tán rồi, em lên hướng dẫn cả nhà làm cái video là trồng vải nhá, trồng vải theo cách đúng đúng chuẩn IOC là nó phải trồng vải nó phải như vậy nhá cả nhà nhá. Đấy nhưng bác nào đang ý định trồng vải là phải trồng như vậy nhá, đừng có trồng dày quá. Ví dụ cái ruộng của mình một sào đi, người ta trồng được một sào người ta trồng được khoảng độ tầm 20-30 cây, nhưng mà mình chỉ trồng 10 cây thôi cả nhà, không cần trồng nhiều đấy, nhưng mà mình làm cái cây vải nó đủ cái cách ấy, sau này mình sẽ vẫn được cái lượng quả như vậy. Người ta trồng dày nó chỉ được trong vòng 2 năm đầu thôi, còn từ đâu là người ta làm rất khó, có chặt đi một cây cũng cũng không phải, mà chặt cây kia cũng không phải đấy, nó làm nó sẽ kiểu như vậy. À, rồi ok em chào cả nhà nhá, em lên là hướng dẫn cả nhà trồng vải nó chuẩn là như vậy rồi, em chào cả nhà.